Chó bị nhím phóng gai, đâm hàng trăm nhát, chủ lên mạng cầu cứu. Chiến đấu với nhím gai, chú chó có cái tên của thần sấm, Thò, đã thua thê thảm, khiến chủ phải lên mạng xin tài trợ chi phí chữa trị. Theo Daily Mail đưa tin, anh Adriano Bertolin, sống ở vùng đô thị Araras thuộc bang São Paulo, Brazil, có nuôi một chú chó 3 tuổi tên Thò. Cái tên này được đặt theo tên của vị thần sấm cực nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu. Thế nhưng, dù có cùng tên với vị thần nổi tiếng, chú chó lại không có siêu năng lực nào cả. Mới đây, khi nghịch ngợm thách đấu nhím gai một chọi một, Thò đã thua thảm hại. Chú chó bị con nhím phóng gai, đâm hàng trăm nhát vào mặt và cơ thể. Đau đớn không gượng dậy được, chú chó đáng thương nằm gục ở sân sau và rên rỉ cho đến khi chủ nhân phát hiện. Thấy chó cưng bị đâm hàng trăm nhát, anh Adriano Bertolin vô cùng xót xa, định đưa chú chó đến bệnh viện thú y để điều trị. Song, vì vừa mất việc lại phải nuôi 4 đứa con nhỏ, Adriano Bertolin không thể trang trải chi phí y tế cho Thò. Cùng đường, Adriano Bertolin đăng tải sự việc lên Facebook và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Vừa sáng ra đã phát hiện chó cưng của tôi trong tình trạng thảm hại như vậy, có bệnh viện thú y nào sẵn sàng giúp nó không? Tôi thực sự không còn tiền, anh viết.